cùng Hải Đường khám phá căn biệt thự Vinhome Ba Son có giá bán 477 tỷ. Có gì đặc biệt? Đây là căn biệt thự đơn lập góc hai mặt tiền với diện tích là 437 m², tính ra trung bình hơn 1 tỷ trên 1 m² cho căn biệt thự này. Và căn biệt thự được trang bị full nội thất với mặt tiền hướng đông nam và view sông Sài Gòn với kết cấu một hầm và 4 tầng nội. Các bạn thể thấy ở đây Đường đang dẫn các bạn xem nhà bếp với đầy đủ các trang thiết bị nhà bếp rất là hiện đại. Căn biệt thự này sẽ có 6 phòng ngủ và các phòng chức năng. Ở dưới tầng hầm thì hiện tại đang được thiết kế làm quầy bar, hầm rượu và một cái nơi để chúng ta có thể gọi là giống như một cái lúp ha, một cái câu lạc bộ nhỏ để ta có thể cùng nhau thưởng thức rượu, xì gà với nhau. Rồi các bạn thể thấy ở đây đó, chúng ta được bố trí bàn ghế để mọi người có thể cùng nhau thư giãn, thưởng thức xì gà và trao đổi công việc. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hầm rượu ha. Đây cái phòng rất là đẹp các bạn vào đây cảm nhận trời ơi cực kỳ tuyệt vời luôn. Ở đây chúng ta có thể trang trí bày biện rượu và xì gà và một số cái thú chơi của gia chủ. Rồi chúng ta hãy cùng đi lên tầng 1. Còn các cái phòng khác ở dưới tầng hầm thì Đường không thấy có gì quá đặc biệt để giới thiệu, thì mình sẽ lên luôn tầng 1 nha mọi người. Ở trên tầng 1 thì chúng ta lên, chúng ta cũng sẽ có cái phòng sinh hoạt chung nhỏ dễ thương. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên đây sẽ là phòng làm việc chính của gia chủ. Các bạn thể thấy được bố trí một bộ bàn ghế và một bàn để làm việc rất là tuyệt vời và view ra ngoài sông Sài Gòn rất là đẹp các bạn. Rồi đây là một cái phòng ngủ nhỏ ở trên tầng 1 các bạn. Và rồi chúng ta hãy đi qua cái phòng ngủ master, cái phòng ngủ mà Đường rất là muốn giới thiệu mọi người, bởi vì phòng này rất là đẹp và thoáng. Các bạn thể thấy đây là một phòng ngủ có ban công và chúng ta có rất là nhiều không gian để có thể sinh hoạt trong phòng ngủ này. Rồi đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng tắm rất là tuyệt vời với cái bồn tắm và bồn cầu tự động. Rồi chúng ta hãy đi lên tầng 2. Ở trên tầng 2 thì mặt bằng được bố trí tương tự như tầng 1 với một phòng ngủ master ở đây. Các bạn có thể thấy phòng ngủ master, phòng thay đồ. Và phòng ngủ thì luôn là cái nằm ở vị trí góc của căn nhà. Chúng ta sẽ có hai view, một view sông và một view qua bên kia là view qua trường học. Và đây thì cũng là một cái phòng sinh hoạt chung. Chúng ta có thể làm phòng hát karaoke, phòng xem phim cho đại gia đình. Rồi chúng ta có một phòng ngủ nhỏ tiếp theo. Ở trên tầng 3 hiện tại thì đang được để trống, thì ở đây gia chủ có thể thiết kế làm phòng tập thể dục hoặc là một số cái phòng chức năng khác. Ở đây các bạn hãy cùng Hải Đường xem view, chúng ta sẽ view qua sông Sài Gòn và cầu Thủ Thiêm, tuyệt đẹp, cực kỳ đẹp. Hải Đường, đầu tư thông minh, thịnh vượng bền vững.